Xin chào các bạn, mình là Huỳnh Tiến Thanh, đến từ tiểu đội 1, trung đội 7, đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 28. Như các bạn đang thấy, chàng trai ngồi một mình, cầm cuội, ghi bài trong khi các bạn đang nô đùa với nhau. Chính là mình của trước kia, một người nhút nhát, thiếu tự tin trong giao tiếp, có nhiều suy tư, than phiền về số phận, tự thu hẹp bản thân, ít nói chuyện với mọi người. Cuộc sống đó của mình cứ mãi trôi qua, cho đến một ngày mình tham gia nhóm sách báo phòng Hồ Chí Minh của đơn vị, và vô tình nghe đồng chí của mình giới thiệu về một cuốn sách khá thú vị. Cuốn sách như một phép màu vậy, nó đã khơi dậy khát vọng trong mình. Có một câu nói rất nổi tiếng của nhà văn Gorky được đông đảo mọi người biết đến. Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức, đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại, thắp sáng cho mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có những cuốn sách ta đọc hoài không chán, gấp vào rồi còn khiến ta vương vắng bao điều. Nhiều người đã tin vào truyền thuyết chính Thượng Đế đã sáng tạo ra con người, Ngài đã ban cho họ phúc lành và cho họ quyền lực được thống trị thế gian, và người ta tin rằng cuộc đời của mỗi con người đều nằm trong kế hoạch của Chúa và chẳng bao giờ có thể thay đổi được sự sống của mình. Họ gọi đó là định mệnh. Còn bạn, bạn có tin vào định mệnh không? Sẽ có những lúc bạn trượt ngã, sẽ có những lúc bạn đánh mất niềm tin vào cái thế giới đầy những bon chen phức tạp này. Khi ấy, bạn có bao giờ đặt tay lên ngực và hoài nghi về khả năng của chính mình? Dù bạn có vấp ngã trăm lần thì cũng đừng bỏ cuộc. Hãy đứng dậy, tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác không phải một dấu hiệu của sự yếu kém, đó là một dấu hiệu của sức mạnh. Những câu nói trên được trích từ cuốn truyện của diễn giả Nick Vujic mang tên Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Chắc hẳn các bạn đã nhận ra anh ấy, chàng trai thanh niên người Úc Nissan Vujic, sinh năm 1982, đã bước vào cuộc sống này với tình cảnh vô cùng đặc biệt và nghiệt ngã, không có cả tay lẫn chân ngay từ lúc chào đời. Vượt lên tất cả, Nick đã sống một cuộc sống tuyệt vời, đã truyền cảm hứng và thái độ sống tích cực cho hàng triệu thanh thiếu niên trên hành tinh này, là động lực giúp nhiều người biến ước mơ thành hiện thực. Anh trở thành biểu tượng sống của tinh thần vượt lên số phận, thấu hiểu tận cùng của nỗi đau sâu sắc của biết bao nhiêu con người. Cuốn tự truyện Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng là quyển sách thứ hai của Nissan Vujic. Nguồn cảm hứng để anh viết cuốn sách này đến từ những người thuộc mọi lứa tuổi trên khắp thế giới. Cuốn sách được biên dịch bởi dịch giả Nguyễn Bích Lan, do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh in ấn năm 2013, gồm 260 trang. Cuốn sách gồm 10 chương với nhiều thông điệp ý nghĩa. Chương 1: Niềm tin trong hành động. Chương 2: Đứng dậy sau vấp ngã. Chương 3: Chuyện của con tim. Chương 4: Sống cho mục đích và đam mê. Chương 5: Thể xác yếu ớt, tinh thần mạnh mẽ. Chương 6: Chiến thắng chính mình. Chương 7: Đấu tranh chống lại bất công. Chương 8: Từ bỏ để vươn cao hơn. Chương 9: Hãy gieo hạt giống tốt lành. Chương 10: Cuộc sống cân bằng. Ngay ở biệt, cuốn sách ta đã bắt gặp một khuôn mặt rạng rỡ với ánh mắt hạnh phúc và luôn hướng về ánh mặt trời. Đó là hình ảnh một con người biết vượt lên chính mình và khát khao chinh phục thế giới. Và quả thật, đi vào bên trong cuốn sách, người đọc sẽ được gặp gỡ một Nick Vujic giàu nghị lực, không ngừng đấu tranh với những thử thách
nghiệt ngã của cuộc đời. Không phải ai sinh ra cũng được lành lặn và sống trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, mà Nick lại là một trong những số đó. Khi đủ lớn để hiểu về thế giới thì cũng là lúc Nick nhận ra nỗi bất hạnh mà anh phải chịu đựng. Không ít lần Nick đã nghĩ sự có mặt của mình trên cõi đời chính là sự sai lầm của Chúa. Cậu bé tắc nguyền ấy cũng có lúc cô đơn và tuyệt vọng với những câu nói đầy khắc khoải. Làm thế nào để không trở nên bất lực? Làm thế nào để nuôi sống bản thân? Làm thế nào để có được tình yêu? Và làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho mọi người? Cậu đã bị trầm cảm và cũng không ít lần chính cậu bé ấy đã tìm cách tự vẫn, muốn rời bỏ mặt đất để được thanh thản chốn thiên đàng. Chính tình yêu thương của gia đình, bạn bè và nghị lực của bản thân đã cho Nick sức mạnh để vượt lên sự mặc cảm, tự ti của chính mình. Tuy nhiên, những điều ấy không phải là sự mặc cảm, mà là tất cả nội dung của cuốn sách. Cao hơn tất cả, cuốn sách mang lại giá trị tự nhận thức nơi người đọc, nâng đỡ và thanh lọc tâm hồn cho con người. Đến với cuốn sách, bạn sẽ được Nick kể cho người nghe những câu chuyện về những chuyến đi của anh. Cả những câu chuyện mà anh được gặp, những câu chuyện về gia đình, sự nghiệp và những trải nghiệm từ những buổi diễn thuyết của Nick qua các vùng miền khác nhau, song với những câu chuyện chính mình là lời tâm sự, bộc lộ chân thành của Nick. Đọc sách, bạn sẽ thấy điều mà Nick muốn nói không phải là anh thành công như thế nào, mà là cái cách để có thể giúp anh đi đến thành công. Vậy điều gì để giúp Nick có thể vượt qua patan ở dốc cao, rồi chơi bóng, biết bơi, biết vẽ hay đánh gôn ở những như những người bình thường? Và cái cách mà Nick đưa ra chính là phải biết đặt niềm tin vào hành động, không ngừng rực cháy một khát vọng. Bởi con người rất cần một đức tính để chiến thắng thế giới. Đặt niềm tin, nghị lực cộng với ước mơ vào trong hành động, đó chính là con đường dẫn bạn đến đỉnh cao của vinh quang mà bạn hằng khát vọng. Hy vọng là nguồn khơi dậy những ước mơ, niềm vui sáng tạo. Sẽ thật sai lầm nếu ai đó đang sống mà không còn hy vọng. Bởi nếu không có hy vọng, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô nghĩa biết nhường nào. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Đó cũng chính là lời mà Nick muốn nói với tất cả chúng ta, và cũng là thông điệp mà người đọc có thể cảm nhận khi phiêu lưu mình trong những câu chuyện của anh. Cuốn sách thực sự là một hạt giống tâm hồn, giúp con người thêm yêu cuộc sống, có nghị lực để trụ vững trước những đường đời. Cuốn tự truyện Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng là những lời chia sẻ giản dị mà đậm chất triết lý của một nghị lực thép vượt lên số phận và một điều kỳ diệu. Một tượng đài hôm nay sống động, gần gũi và giàu sức lay động. Tác phẩm đã chạm tới trái tim hàng triệu độc giả trên toàn thế giới, gieo vào lòng họ những hạt giống tâm hồn cao đẹp và đánh thức khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong mỗi con người. Hãy cầm cuốn sách trên tay, hãy tin rằng bản thân mỗi chúng ta chính là một món quà kỳ diệu mà Thượng Đế đã đem đến hành tinh này. Và luôn nhớ rằng đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Hy vọng cuốn sách đem lại những điều bổ ích. Hãy sống có ý nghĩa cho dù ở hoàn cảnh nào. Tôi là một điều diệu kỳ, bạn cũng là điều diệu kỳ của cuộc sống. Và khi chúng ta đặt niềm tin vào hành động thì không có gì có thể ngăn được chúng ta và vươn tới một cuộc sống tốt đẹp, đem sức trẻ xây dựng, xây đắp non sông đất nước này trở nên ngày càng tươi đẹp hơn. Những trái tim như ngọn lửa hồng, lòng khát khao tình yêu cuộc sống, như cánh chim trời tung bay góp sức tô đẹp tương lai, nơi đất trời vòng tay thân ái.